chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 3. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Chestrio thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ quý vị khán giả trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản danh ca đã đi qua được 5 mùa, còn Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề đã bước đến mùa thi thứ 3. Phương Uyên rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng với chương trình mà mình đã rất yêu thích. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều điều thú vị và bất ngờ được bật mí với quý vị khán giả trong suốt hành trình dài của Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề. Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề đã trở lại với mùa thứ 3. Một hành trình âm nhạc đầy hấp dẫn đi qua suốt 6 thập niên với những tên tuổi nhạc sĩ được yêu thích sẽ đồng hành cùng quý khán giả qua suốt 16 tuần tranh tài của các tiếng hát trẻ. Chân dung âm nhạc của những nhạc sĩ nổi bật qua các dòng nhạc quê hương, nhạc tình, nhạc trẻ sẽ hiện diện sống động với những phần dàn dựng hết sức độc đáo và mới lạ. Quý khán giả sẽ nghe lại những tình khúc đời đời của các nhạc sĩ Hoài An, Lam Phương, Từ Công Phụng, Lê Hữu Hà, Vũ Thành An, Đức Huy, Nguyễn Ngọc Thiện trong một không gian âm nhạc mới mẻ, vừa tôn vinh các giá trị kinh điển, vừa mang hơi thở ngày hôm nay cho các tình khúc bất hủ cùng những giai thoại, những câu chuyện ít được biết đằng sau những bản tình ca. Và cùng chào đón 6 ca sĩ trẻ sẽ đến tranh tài trong Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa 3: Lý Thu Thảo, Đào Kỳ Anh, Lê Thu Nguyên, Dương Minh Ngọc, Lê Thái Sơn và Leo Minh Tuấn. Chào mừng khán giả đến với Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề mùa 3. Thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ ban giám khảo. Đầu tiên xin được giới thiệu với quý vị giám khảo chính của Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 3, danh ca Thái Châu. Xin được giới thiệu những vị giám khảo khách mời: danh ca Phương Dung và ca sĩ Thùy Trang. Xin được cảm ơn ban giám khảo và xin mời ban giám khảo về vị trí của mình. Dạ, thưa danh ca Thái Châu, Phương Uyên được biết là từ trước đến nay danh ca Thái Châu được rất nhiều những nhạc sĩ tin tưởng giao cho những bài hát của họ để anh là người hát đầu tiên. Vậy thì đến với mùa thi năm nay, anh có lời gì muốn gửi gắm đến các giọng ca trẻ để các bạn có thêm kinh nghiệm, có thể thể hiện những ca khúc mà có thể nói là lớn hơn tuổi đời của mình rất là nhiều không ạ? Trước hết Thái Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Cảm giác của Thái Châu là đang hồi hộp và đang rất là hào hứng chờ đón những cái giọng hát mới, những giọng hát lạ. Thầy Châu biết là các em có khả năng và có niềm đam mê dấn thân vào cái dòng nhạc trữ tình này, và cũng có những cái cách hát mới mẻ, những cái hòa âm mới cho những cái tác phẩm ngày xưa. Đây là một cái luồng gió mới, một cái điều mà khán giả từ khắp mọi nơi đều mong chờ, mong đợi. Tôi muốn gửi gắm đến các em là hãy tự tin, hãy bản lĩnh và làm những cái điều gì tuyệt vời nhất cho mỗi tiết mục, để lại một cái dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả thưởng thức Hãy Nghe Tôi Hát. Xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Và sẽ còn nhiều câu chuyện nữa mà Phương Uyên muốn được hỏi những vị giám khảo ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chào đón 6 ca sĩ trẻ sẽ cùng tranh tài trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 3. Năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dai ngẫu.
12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng miền Đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vương tròn nhờ anh môi giới mỗi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo vì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mỗi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là 6 ca sĩ trẻ sẽ tranh tài trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 3. Họ sẽ cùng nhau tranh tài qua nhiều vòng thi, thể hiện những nhạc phẩm bất hủ của những nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng. Chúng ta hãy cùng chào đón Lê Thái Sơn, Lê Thu Uyên, Leo Minh Tuấn, Lý Thu Thảo, Dương Minh Ngọc và Đào Kỳ Anh. Xin được cảm ơn các ca sĩ. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng chuẩn bị cho những phần thi thật là sôi nổi và hấp dẫn của mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của 6 ca sĩ trẻ trong mùa thi năm nay với ca khúc Thiên Duyên Tiền Định, mang một không khí vui tươi, náo nhiệt của mùa xuân vẫn còn đang vấn vương đâu đây. Và ca khúc ấy cũng đã gián tiếp bật mí cho chúng ta nhạc sĩ chủ đề của vòng thi đầu tiên là ai. Ông chính là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ hơn 60 năm trước với những nhạc phẩm ca ngợi quê hương, và bên cạnh đó là những bản nhạc trữ tình cũng như những bài hát bolero say đắm. Và những ca khúc về mùa xuân của ông cũng vô cùng nổi tiếng, mà cứ hễ mỗi dịp Tết đến xuân về là chúng ta lại nghe ngân vang trên khắp mọi nẻo đường. Đó chính là nhạc sĩ chủ đề của vòng thi đầu tiên, nhạc sĩ Hoài An. Nhạc sĩ Hoài An đã bắt đầu viết những bài hát đầu đời tại quê hương Hải Phòng. Những ca khúc mang đầy chất lãng mạn, trong sáng, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đã là tiền đề cho một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ về sau. Ở những năm tháng tuổi trẻ, bên cạnh những bài hát ra đời một cách ngẫu hứng, nhạc sĩ Hoài An đã nuôi mộng trở thành một ca sĩ tân nhạc. Nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt để ông phải trở thành một nhạc sĩ, người sẽ cất lên tiếng lòng không chỉ của riêng mình mà còn của bao người qua những bản tình ca nay vẫn sống cùng năm tháng. Nhắc đến nhạc sĩ Hoài An là công chúng yêu nhạc nhiều thế hệ sẽ nhớ nghe tới những bản nhạc đậm đà phong vị quê hương Việt Nam, những ca khúc về đời sống bình yên nơi miền quê bình dị như Trăng Về Thôn Giả, Mộng Về Đêm Trăng, Tình Lúa Duyên Trăng, hay những bản nhạc bolero đi vào lòng người như Tấm Ảnh Không Hồn, Kỷ Niệm Nào Buồn. Đặc biệt là hai bản nhạc luôn vang lên mỗi khi Tết đến xuân về,
câu chuyện đầu năm và tâm sự ngày xuân. Những bài hát ấy, qua bao thử thách của thời gian, vẫn đi cùng dòng chảy âm nhạc hôm nay, vẫn được các thế hệ nghệ sĩ mới chọn thể hiện, và cùng với đó là những khán giả mới, những người luôn biết trân trọng những giá trị từ quá khứ, từ người nhạc sĩ tài hoa đã sống trọn đời mình cho những thanh âm tươi đẹp. Thưa quý vị, nhạc sĩ Hoài An được rất nhiều quý vị khán giả biết đến và yêu mến từ những ca khúc về mùa xuân, mà nhiều thập kỷ qua, cứ hễ mỗi dịp xuân về là đi đâu trên khắp mọi nẻo đường chúng ta đều nghe ngân vang những giai điệu, những ca từ quen thuộc ấy. Những ca khúc về mùa xuân của nhạc sĩ Hoài An đó là tâm hồn, là tình cảm của chúng ta dành cho ngày xuân, dành cho cái Tết cổ truyền của dân tộc và dành cho những điều thiêng liêng được truyền lại từ bao đời. Và hôm nay để mở màn cho chủ đề nhạc sĩ Hoài An, chúng ta hãy cùng đến với một trong những sáng tác về mùa xuân vô cùng quen thuộc của ông, đó là Câu chuyện đầu năm với phần thể hiện của ca sĩ đầu tiên Leo Minh Tuấn. Xin chào quý vị khán giả, mình là Leo Minh Tuấn, mình hiện đang là ca sĩ và diễn viên tự do. Đến với chương trình này thì Leo cảm thấy rất là hồi hộp. Thực ra thì Leo cũng tham gia nghệ thuật cũng khá là lâu rồi, chắc cũng phải hơn 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mà tham gia một cái cuộc thi mà với một cái quy mô lớn như vậy. Choáng ngợp vì các bạn thí sinh hát cực kỳ hay luôn. Thật sự thì Leo là ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ, những cái thể loại trẻ thời bây giờ. Nhưng mà đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát á, hát những cái bài hát của những nhạc sĩ nhạc tình, nhạc bolero, cái gì cũng khó hết. Thì đến với vòng thi đầu tiên này là chủ đề nhạc sĩ Hoài An. Thì trong tất cả các bài thì Leo chọn Câu chuyện đầu năm. Hầu như là năm nào cũng nghe bài hát đó, cố gắng tập để mà làm sao mà hát cho nó thật là mềm, thật là nhuần nhuyễn. Rất là hy vọng rằng quý vị sẽ thấy một cái gì đó nó thật là thú vị trong bài hát này. Năm dù dối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên cánh lọc những băng khoăn, năm nay chắc gặp tình nhân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường xanh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.
mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường xanh lời rồng may, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường xanh lời rồng may, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Cảm ơn Leo Minh Tuấn đã mang đến những hình ảnh rất vui tươi về mùa xuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên thì Phương Uyên xin phép được mời danh ca Phương Dung. Thưa cô Phương Dung, Phương Uyên được biết là cô đã trình diễn rất là thành công ca khúc này, và lúc nãy thì Phương Uyên có thấy cô hát theo Leo Minh Tuấn nữa. Cô nhận thấy như thế nào về phần thi này ạ? Đây là một bài hát mà hôm nay được nghe lại, em đã làm cho cô Phương Dung nhớ lại quãng thời gian ký ức của cô nhiều chục năm về trước. Em đã đem đến một luồng gió mới, một dòng ca mới, nhưng mà có truyền cảm. Có nhiều lúc cô hồi hộp là tự vì em kéo dài. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, em cái câu mà đầu năm, trên đường đi lễ xuân đầu năm, em mới xuống. Thành ra cô hồi hộp là em lọt nhịp, nhưng mà em xuống đúng cái nhịp của tác giả. Thành ra đó là một cái mới trong cái bài hát Câu Chuyện Đầu Năm này. Em có cái giọng ấm, em hát bài này rất là tốt. Cô cảm nhận được cái truyền cảm của em trong bài hát. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Quả thật là em hát bài hát này đó, gửi lại cho anh và cũng như chị Phương Dung, cũng như Thùy Trang, nhớ lại bao nhiêu cái kỷ niệm ha, những cái ngày mà đầu xuân Tết. Thì quả thật, hồi trước khi mà cái chương trình bắt đầu cũng lo, các em trẻ quá, rồi cái thời gian tiếp cận với dòng nhạc này nó cũng còn ngắn ngủi, chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà anh thấy em hát, qua cái sự trình diễn và cái sự dàn dựng của đạo diễn và cái cách hát của các em, các em có khả năng hát bài này. Vì là làn hơi mượt mà nhấn nhá êm ái, nghe nó êm ái êm tai lắm. Những cái bài hát lần đầu tiên mình chạm tới thì trong lòng mình nó hồi hộp lắm, lo lắng ha. Cái này rất là thông cảm cho các em. Em có một cái làn hơi mượt mà em có cái sự nhấn nhá và em thấu hiểu được Bolero là hát như thế nào. Chúc mừng em đã hát được nghe êm tai với cái dòng nhạc mới mà em vừa chạm tới. Cảm ơn. Xin được cảm ơn danh ca Thái Châu ạ. Thưa ca sĩ Thùy Trang, chị có nhận xét gì về phần dự thi vừa rồi của Leo Minh Tuấn ạ? Chị Trang coi cái bài hát này là bao nhiêu cái hình ảnh nó ùa về với chị. Trời ơi, không khí xuân nó tràn về. Cái bài phối này rất là hay. Nghe là mình chịu. Mới. Dạ, mới mà lại tình cảm hả cô ha? Tình cảm mà sung túc. Dạ đúng rồi. Rồi hòa vô cái giọng hát của em nữa. Cái câu cao á, em luyến rất là đẹp. Trời, em luyến rất là ngọt luôn, không thừa không thiếu. Và em hát cái bài này rất là có hồn. Chị nói là chị khen em
hát ca khúc này rất là hay. Chúc mừng em. Cảm ơn chị ạ. Liệu Minh Tuấn đã nhận được cơn mưa lời khen từ cả ba vị giám khảo, nhưng mà còn điểm số thì sao? Thưa quý vị, ở vòng thi đầu tiên chúng tôi xin được phép giấu lại điểm của giám khảo chính danh ca Thái Châu, và điểm của giám khảo Thái Châu sẽ được công bố cuối vòng thi đầu tiên. Xin được mời danh ca Phương Dung. 9,75. Và điểm số của ca sĩ Thùy Trang, 10 điểm. Xin được chúc mừng Liêu Minh Tuấn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Thưa quý vị, nhạc sĩ Hoài An đã bắt đầu sáng tác từ những năm 40 của thế kỷ trước. Khi ấy thì những nhạc phẩm của ông mang màu sắc lãng mạn với những ca khúc trữ tình quê hương. Sang đến những năm 60-70 thì ông bắt đầu trở thành một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc bolero. Và những sáng tác ấy mãi cho đến bây giờ vẫn được rất nhiều những ca sĩ chọn để mình biểu diễn hàng ngày. Và trong đêm thi hôm nay, chúng ta cũng sẽ được lắng nghe một trong những sáng tác bolero tiêu biểu của nhạc sĩ Hoài An với phần thể hiện của một ca sĩ mà Phương Uyên nghĩ rằng đây cũng là lần đầu mà khán giả truyền hình có thể được lắng nghe ca sĩ ấy hát bolero. Chúng ta hãy cùng chào đón Lê Thái Sơn. Xin được chào tất cả quý vị khán giả, mình là ca sĩ Lê Thái Sơn. Và khi đến với cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát thì trong cuộc thi này đa phần là những người bạn bè ngoài đời mình đã biết nhau từ rất là lâu. Và đến đây cũng là cơ hội để anh em có cơ hội giao lưu với nhau, cũng như là được thể hiện những ca khúc mình yêu thích, những ca khúc nhạc xưa mình phải cảm nhận được thì mình hát mới hay. Sao nghĩ là như vậy? Dù trong gia đình có truyền thống bolero nhưng mà sao không biết hát bolero? Cái đêm đầu tiên chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Hoài An là một đêm thật sự rất là khó khăn với Sơn. Nhưng mà sẽ cố gắng thổi cái hơi thở của mình vào ca khúc để quý vị khán giả sẽ cảm nhận được cái cách thể hiện của mình với những ca khúc bolero. Còn thơ đi học chung cùng giờ, nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu. Phút chia tay dầu dầu, tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình em, ước vọng sao mộng thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay mịt mài, mắt mi vương u hoài. Biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống tha thiết. Thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài gối chiếc ôm mộng nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến yêu. Thà đừng quen biết lúc ban sơ, để hồn vương vẫn mãi trong mơ. Mong sao duyên kiếp đổ về nơi bến xưa, như ngưu lang trước nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương dịu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, lạ lạ.
sắc đẹp lạ, mặt mà kiểu cách lạ, nó cũng hay hay lạ lạ. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời, nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi. Tha thiết thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài gối chiếc ôm mộng nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến yêu. Thà đừng quen biết lúc ban sơ, để hồn vương vẫn mãi trong mơ. Mong sao duyên kiếp đổ về nơi bến xưa, nhưng ưu lan trước nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương dịu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời, nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi. Dù thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời, nhớ thương lâu dần vời, giấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió. Cảm ơn ca sĩ Lê Thái Sơn đã mang đến một không gian với những cảm xúc rất là bồi hồi trên sân khấu này. Và ngay bây giờ thì có lẽ là ca sĩ Thùy Trang sẽ có rất là nhiều lời nhận xét góp ý cho ca sĩ Lê Thái Sơn ạ. Chúc mừng bài hát của em. Chị rất là thích, thích cái giọng hát của em. Rất là sáng và sang. Bài hát này em lại phối theo cái cách là cũng lạ, cũng chấp nhận, rất là hay. Giọng em đẹp, nhưng mà có cái lúc mà gần ao á, tự nhiên cái làm như là hình như là bị chia tay rồi, cho nên là em hơi bị chinh chinh chút xíu thôi, nhưng mà em lấy lại được. Dàn dựng thì thôi khỏi nói rồi, bao nhiêu kỷ niệm cũng ùa về cái thời học sinh. Chị rất là thích, chúc mừng em. Xin được cảm ơn giám khảo Thùy Trang và cũng xin được chúc mừng Lê Thái Sơn vì chị Thùy Trang thích. Dạ. Và để nhận xét về những cô cậu học trò này thì chắc là bây giờ phải mời hỏi ý kiến của thầy chủ nhiệm. Dạ, thưa danh ca Thái Châu, anh nghĩ như thế nào về phần trình diễn vừa rồi ạ? Anh rất thích phong cách của em. Em có một cái điểm son là đứng ở trên sân khấu rất là tự tin. Anh thấy em không có bị gò bó cái gì hết. Diễn với bạn diễn, rồi từ cái cách hát. Thì quả thật là em chất giọng em rất tốt, rất là lạ. Anh rất thích chất giọng rất lạ. Nhưng mà cái cách hát của cái bài hát này thì em nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nhấn nhá thêm một chút nữa thì nó thích hợp với lại cái dòng nhạc này hơn. Đúng là em hát nhạc trẻ, em hát trẻ trung, em rất là thoải mái. Thật ra là khi đứng là cũng nghe là rất là trẻ trung muốn cái gì hết. Nhưng mà thì mình hát cái dòng nhạc nào thì mình để ý cái phong cách lại, nó phù hợp với lại cái dòng nhạc. Cái yếu tố quan trọng của người ca sĩ, nghệ sĩ thành công là đứng trên sân khấu phải thoải mái, tự nhiên, bản lĩnh. Giọng lạ rất là hay. Em hát cái kiểu hát rất là trẻ trung, nhưng mà mình nhẹ nhàng lại một chút thì nó sẽ hợp với lại cái bài hát này hơn.
nha. Cảm ơn Lê Thái Sơn. Cảm ơn những lời nhận xét của danh ca Thái Châu. Mà nếu như mà anh Thái Châu là thầy chủ nhiệm thì chắc là cô Phương Dung bây giờ cô hiệu trưởng. Dạ, xin mời cô hiệu trưởng nhận xét cho Lê Thái Sơn ạ. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Phan Rang, Ninh Thuận ạ. Ăn nước mắm nhiều cho nên là giọng thấp rất là đẹp, rất là xa, thích dễ sợ. Em có một cái phát âm khá tốt, cái giọng ấm, nội lực có. Nhưng mà cái câu đầu em vô đó, hình như em còn hồi hộp. Thành ra cái cuối câu, cái hậu em không có. Nhưng mà cô thích nhất là cái đoạn kết. Em hát rất tốt. Cái đoạn kết câu em ao hát, cô ha? Cái ao em ao hát đẹp mùi đó. Em hát mùi cái câu đó đó. Mình phải tôi luyện. Tại em có giọng tốt, em có dáng. Em lên em dễ thu phục cảm tình của khán giả lắm. Và cái giọng khi em cất lên, người ta nghe rõ, ấm nè, có nội lực nè. Thành ra cô mong muốn 1 năm nữa, 2 năm nữa mà gặp lại em, mà em thì tỏa sáng ra. Thành sao? Thành danh. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì hít một hơi thật là sâu để chuẩn bị đến với điểm số từ các vị giám khảo. Xin được mời điểm số từ danh ca Phương Dung. 9,75. Điểm số của ca sĩ Thùy Trang. 9,75. Xin được chúc mừng ca sĩ Lê Thái Sơn. Và tiếp nối chủ đề nhạc sĩ Hoài An đêm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không khí của một mùa xuân mới, với những lời tự tin nồng nàn dành cho nàng xuân. Chắc hẳn ai trong chúng ta thì cũng đều mong ước một mùa xuân tươi đẹp bội phần, một mùa xuân với những rừng mai đua nở tuyệt trần, và cũng như lời nguyện cầu bình an cùng những điều chúc tốt đẹp cho năm mới. Chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác về mùa xuân rất quen thuộc, Tâm sự ngày xuân, cùng với tiếng hát của ca sĩ Lý Thu Thảo. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Lý Thu Thảo và ngày hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi nhận lời mời tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thảo cũng đã theo dõi rất là nhiều tập của mùa trước, chính vì thế mà Thảo cảm thấy là rất là thú vị khi mà chương trình đưa ra những bài hát cũng như là những cái chủ đề cho thí sinh. Thảo rất là muốn thử sức mình ở trong chương trình này. Thảo được trải nghiệm qua rất là nhiều những dòng nhạc khác nhau mà từ trước đến giờ thì Thảo cũng chưa thử qua nữa, với những nhạc sĩ khác nhau nữa. Đó chính là điều đặc biệt mà chương trình mang lại, giúp cho Thảo muốn khám phá được bản thân mình cũng như là muốn thử thách bản thân mình ở những cái dòng nhạc khác. Quà mới hay quá. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu ân tình. Chúc người yêu thêm tươi đẹp duyên lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngỡ say. Xuân đến ban cho một niềm tin, đất mẹ luôn bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng trên miên. Sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đô thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà cùng xuân.
xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Đất mẹ luôn bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng trên miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Chúc mừng ca sĩ Lý Thu Thảo đã vừa hoàn thành phần thể hiện của mình. Nhưng mà hồi nãy lúc chị hát không biết là chị có để ý không, danh ca Thái Châu nhìn nhưng mà cứ cười đầy ẩn ý. Dạ, xin mời danh ca Thái Châu nhận xét cho ca sĩ Lý Thu Thảo đầu tiên ạ. Thử đoán coi tôi cười là cái gì? Vì sao tôi cười? Đâu có dám đoán. Chắc có lẽ do em run quá. Phải, Thảo anh cũng có được nhiều lần nghe cô này hát. Thì Thảo hát rất là tự nhiên và hát hay lắm kìa. Ở đây là chắc hôm nay là hồi hộp phải không? Mới vô mấy câu đầu là cô Thùy Trang là trời ơi giọng hay quá, giọng hay quá, giọng hay thật. Nhưng mà tại hồi hộp, ba em đã cho chúng ta thấy em thứ nhất cũng giọng mượt mà nè, em thứ nhì là bản lĩnh, tự tin, em thứ ba giọng mượt mà. Thì hai em nhất với ba đó học cái em thứ nhì để có cái bản lĩnh tự tin sân khấu nha. Rồi cái em thứ nhì đó học lại cái em thứ nhất và em thứ ba, cái sự mượt mà nhấn nhá thì đem cái dòng nhạc bolero, cái cách hát mới này ra thành một cái món ăn tuyệt vời, mới mẻ cho khán giả. Bản lĩnh lên, tự tin lên, giọng hát mình tốt quá mà cái bài hát này hay quá nữa. Yeah. Rồi hòa âm cũng hay nữa nha. Thảo phải tự tin lên. Cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời nhận xét của danh ca Thái Châu. Còn bây giờ thì xin mời danh ca Phương Dung ạ. Em có một cái giọng lạ hiếm, em hát không có gò bó, em rất là tự nhiên. Riêng cái cảm nhận của cô Phương Dung á, lúc cô hát cái bài này cô có 17 tuổi à, là cô đã thâu dĩa cái bài này. Cái bolero này á, em dễ dàng em hát, đâu có gì đâu có. Cái giọng em lạ nè, hiếm gặp nè, rõ lời, tự nhiên truyền cảm, tự nhiên hát. Cô chúc mừng em với cái bài hát Tâm Sự Ngày Xuân. Xin được cảm ơn những lời góp ý của danh ca Phương Dung. Còn bây giờ thì thưa chị Thùy Trang, chị nghĩ như thế nào về Lý Thu Thảo ạ? Chị Thùy Trang rất là thích giọng hát của Thảo. Hồi nãy đúng là hát câu đầu thôi là chị không đổi tính chạy lên là ôm Thảo rồi đó. Cũng nói nhìn thấy Châu, trời sao giọng đẹp quá. Nhưng mà chắc là do em đứng, em mang cái tâm trạng là em là một thí sinh đi thi, cho nên là em hơi hồi hộp. Trời, cái lúc đó chị Trang nói tại sao mà phải hồi hộp vậy, thôi giờ muốn xóa lại làm lại từ đầu để cho Thảo hát lại đi sẽ hay hơn nữa. Nhưng mà không được, cái này là cuộc thi rồi cho nên là không có được xóa nữa. Cho nên là thôi bây giờ mình phải cố gắng, những dòng sau nữa thì em sẽ không còn hồi hộp nữa, phải tự tin lên. Chị hy vọng là em sẽ, những tiết mục sau sẽ thành công hơn nha. Em cảm ơn chị.
Xin được cảm ơn chị Thùy Trang. Lúc nãy thì chị Thùy Trang có nói là muốn chạy lên ôm Thảo thôi, thì bây giờ chị Thảo chạy xuống để ôm chị Thùy Trang một cái để nhận lấy sự tự tin. Vòng sau mình làm tốt hơn được không ạ? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những số điểm dành cho Lý Thu Thảo trong đêm thi hôm nay. Đầu tiên xin được mời điểm số từ danh ca Phương Dung, 9,75. Và điểm số từ ca sĩ Thùy Trang, 9,75. Xin được chúc mừng Lý Thu Thảo. Và điểm số của danh ca Thái Châu chúng tôi sẽ công bố ở cuối vòng thi đầu tiên. Thưa quý vị, phần thể hiện của ca sĩ Lý Thu Thảo cũng đã khép lại đêm thi đầu tiên chủ đề nhạc sĩ Hoài An. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của đêm nay. Hãy nghe tôi hát nhạc sĩ chủ đề, khép lại đêm thi thứ nhất, chủ đề nhạc sĩ Hoài An. Những bản bolero tiêu biểu trong sự nghiệp của ông đã được thể hiện thật ngọt ngào với ba tiếng hát Leo Minh Tuấn, Lý Thu Thảo và Lê Thái Sơn. Mỗi người một phong cách đã mang lại sự mới mẻ cho những ca khúc kinh điển. Trong đêm thi tuần sau, hãy cùng chờ đón những bất ngờ mới khi những tuyệt phẩm quê hương của nhạc sĩ Hoài An sẽ vang lên đầy mới lạ với Lê Thu Uyên, Dương Minh Ngọc và Đào Kỳ Anh. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ lại ba thí sinh của đêm thi đầu tiên. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này chính là sự quay trở lại của ba ca sĩ trong đêm thi đầu tiên: Leo Minh Tuấn, Lý Thu Thảo và Lê Thái Sơn. Và bây giờ xin được mời ba vị giám khảo sẽ lên sân khấu để chúc mừng cho các ca sĩ đã hoàn thành phần thi của mình trong đêm nay. Thưa quý vị, chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện sẽ đến tới quý vị khán giả vào thứ năm hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hẹn gặp lại quý vị vào đêm thi thứ hai với các thí sinh Đào Kỳ Anh, Dương Minh Ngọc và Lê Thu Uyên. Xin chào và hẹn gặp lại! Hãy nghe tôi hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề sẽ tiếp tục đưa quý khán giả vào dòng chảy âm nhạc của nhạc sĩ Hoài An với những tuyệt phẩm đậm đà âm hưởng quê hương như một hành trình âm nhạc kỳ thú từ Bắc vào Nam của người nhạc sĩ tài hoa. Đó là những khúc nhạc ra đời từ những khung cảnh nơi thôn dã với những đêm tranh tuyệt đẹp. Tất cả sẽ được tái hiện bằng hình ảnh và âm nhạc trên sân khấu. Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người diều diều giấc nam kha. Mộng chiên miên say giữa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng. Wow, rất là hay và em hát rất là duyên dáng, rất là tự tin. Dàn dựng tốt, hòa âm tốt, giọng ca em sáng và cái minh họa quá đẹp, quá tuyệt vời. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề vào lúc 21 giờ thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.